Cảm ơn Giáp Thanh đã donate mạnh 5.000 đồng. Làm cái kèo đá ngang anh ơi. Làm cái kèo đá ngang à? Đây, chờ anh vào Discord đã. Làm kèo đá ngang 5 châu. Game này không gặp Nem rồi, Nem gà quá, sao gặp được. Thỉnh thoảng mới gặp gà thôi anh em ạ. Mấy con gà đại cao thủ thì anh em vào chỉ để chăn điểm thôi. Chú phải đăng mạnh ngang vào Discord là còn tắt mic nữa chứ. Bật mic Discord lên. Rồi ôi gà thật sự. Lô. Rồi nghe. Quên mất. Gì nhờ? Pro à? Anh em Pro và Pro 2 à? Mạnh anh Pro à? Pro 2. Đồng cảm con im con b**** mồm vào. Đánh đi. Con gà này. Có chỗ để mút điểm rồi. Mạnh chun chun gặp An Tín Tín. Tín Tín. Ôi mạnh lối đi riêng. Ừ nhờn. Đéo quan tâm. Sặc lõi chán ấy. Chán là chán đấy. Giờ là tình chúng ta chẳng ở lâu. Mày đâu tiền áp level rồi. Gì căng, đánh bài đam physics gì căng. Bọn nó lại mở ấn rồi anh ạ, lại để Marcia các thứ rồi. Cái mẹ nó. Thì đã lên mình hết. Hết, mấy con lợn. Lợn này sờ ma mơ với chúng tôi à. Phải em đi khè em đấm tức răng rồi anh ạ. Có cả idol của thằng Văn Tùng ở đây này. Tớ hận cậu kìa. Kinh vãi. Tớ hận cậu à. Cậu cũng hận tớ chứ không. Khánh kia mẹ nó cứ xịt thôi. Ý nó bảo anh em mình ngu nói ít thôi. Để cái tên cay mẹ đấy ạ. Sao bảo game nó chỉ xịt thôi mà. Ôi nhà tài phiệt mẹ cứ khóc nghèo thôi. Thằng nghèo kể khổ cái đéo đấy. Nhỏ ai tin đấy. Bị nghèo, nó bị nghèo. Vào cái thế phải nghèo à? Ủa, physics meta này đánh được những bài gì anh? Hả? Tỷ bài thôi, hỏi con cả. Mẹ đéo thấy đánh được cái bài gì hết á. Bắn tỉa, bài tủ. Không, bắn tỉa chán lắm. Rôn rôn với con dinh dùng thì chán đấy, em muốn chơi. Không, em sẽ đánh một bài Aphelios đi, em phải phục hưng lại đế chế Aphelios. Đế chế như đế chế là. Không, trong tay mình nó không được rồi anh. Ôi, anh mình à. Mẹ, up level 5, giữ chuỗi. Up từ nãy rồi, không phải gặp anh em mới up đèo đâu. Mất sao bạn không phải bắn tỉa mà. Đâu, đồ xây ra mà. Bắn gì ở ngoài không mà. Được. Không được đâu. Đánh bắn tỉa đi. Ủa, tí thua ấy chứ. Mẹ ơi, ăn ấy chuyển không ấy. Không sao, mày đánh tao, tao nhớ rồi đấy. Ghim à, ghim trong đầu đi. Up, 0-1. Cái cờ mà ăn nhau về đêm chú ơi. Đừng gáy sớm. Danh con này. Không biết tao là ai rồi. Chuyên tỏa sáng lúc sẩm tối à? Đúng, chuyên tỏa sáng lúc sẩm tối. Ôi mất chuỗi rồi. Mạnh ơi. Đang thua ngon thì tự dưng lại phải thắng à? Ờ lại bị thắng rồi. Hỏng rồi. Hỏng luôn đi chứ. Đất chuỗi cung ứng rồi. Đất chuỗi cung ứng rồi. Không, tao từ hèn quá. Em muốn hỗ trợ mỗi cốc không ngọt không, mình đánh Afe Liot mà các bạn. Mình đã nói đánh Afe là mình phải đánh Afe. Yếu cũng đánh. Thể hiện một quan điểm, yếu cũng đánh. Thế thì kinh rồi. Thế thì mạnh kinh rồi, nhất mạnh. Nhất mạnh thì lệch à, đầu quan được. Quan điểm của chúng tôi à, quan điểm mà hả? Thế quan điểm của chúng tôi à? Người ta cấp người ta còn thắng được, mình cấp mình đéo thắng được. Cái kiểu mẹ giọng dội dội hả? Kiểu người ta đánh cứ kiểu bị chắc cốp ấy. Kiểu người ta ấy. Chắc chắc. Kiểu nó cứ chắc chắc. Chắc chắc. Xếp xếp cái. Êm ngay mồm thằng em mình cái. Mày win chick với tao. Mày win chick với tao à? Giặc. Dòng nó vẫn thắng đấy nhở? Tên ẩy chỉa, An ẩy chỉa rồi. Ngu nói ít thôi. Tên.
con lợn này đấm lợn. Hình như thằng ba điên đi cợt vậy. Là tên ngu đấy thôi anh. Chị quái thế. Năm đề Marcia Fiora Queen 2 thôi. Hai con Modder rồi, Ancut rồi. Bạn này nhiều thằng tranh Modder quá, trời ơi. Em thành xóm bài khỏe quá, đéo ăn nổi. Đấy, mẹ chó mạnh bảo không đánh bắn tỉa cơ mà. Đánh đâu, anh nhầm. Tí mình chỉ dùng hai bắn tỉa kích hệ thôi, anh hiểu không? Hai bắn tỉa kích hệ, còn chủ yếu bài này mình đánh bằng ấy mà. Mình đánh bằng siêu cô mà anh. Bài nam chính siêu cô. Con nữa. À. Ngon, win trick 10 ngon. Win trick 10 rồi. Gặp An cái chó đỏ thế. Lục lá cao bay nhá, lực vàng thế. An giàu thế. Ôi, ôm hộ An được một con border này. Anh An sao nhà em tặng con border này. Được rồi nhá. Đấy. Chết tươi luôn rồi. Thôi được rồi, để em bán cho anh đi hấp cá. Cho anh em nhá. Để bán cho anh con border lỏng em đéo thứ bận gì hết anh hiểu không? Cây cơn mẹ chó rách này ghim lại cho mạnh ngay ăn mạnh hai ăn mấy nhở à ăn không mấy, à mấy con tập trung vào đây ăn không thì chịu ơi ê ta được top 6 cái này không. Sao có thể dừng lại top 6 được? Người anh của em. Không được. Kẻ dừng đấy. Về cơ bản là đang dừng đấy. Còn mẹ đó. Mày ơi. Anh An xem có dấu ích của em với anh không? Khi nào mà ra dấu ích của em với anh gặp ấy, bảo em. Thôi ai làm thế mai bị ban con mẹ nick đi bây giờ. Ban gì? Em làm suốt, không bao giờ bị ban đâu. Em làm suốt mà anh. Tao chết con mẹ rồi này. Ê ê, 1/3 được mày ơi. Được, mày chốc được. Đó là chục 2 sao. Yo yeah, bro. Yo yeah, bro. Mày sao? Mày sao? Mày tên gì đúng không? Ôi lại còn sắp chết nữa, chết cơm rồi. Tôi chết mẹ rồi, đéo vui em ơi. Đéo vui một tí nào. Bà em lại là bá cháy bỏ chết luôn chứ. Đúng chưa? Tên này dấu ích và ngu nói ít thôi và An làm ảnh à? Thôi nhá, nếu như gặp thằng ngu nói ít thôi thì coi như mình chấp nó một tên. Thôi chịu rồi, An đi. À, đi rồi, đi rồi. Em gặp bóng ngoài. Tâm nằm anh ơi. Em gặp bóng ngoài. Em không đấm được ai cả. Ủa, đi canh flank 2 kìa. Đây là 9 mà ba. Mãi là gì nữa. Em không bán nốt đi Rome Sion 2 chứ. Canh flank 2 thì bình thường. Ô, sao mày ulti đấy, mày ulti đấy. Bài đẹp thế này. Tên. Ui, thì đéo được. Tên. Ngu nói ít thôi. Mày hai chọi máu. Để chat ôn chửi đi. Em chửi rồi. Nói ít thôi, xin lỗi được chưa? Được, anh Mạnh cho phép xin lỗi. Gì căng, cho anh em với nhau, đéo khó khăn đéo. Đúng, cho bạn tôi lên với, cảm ơn. Hai cái đoàn tàu á. Là tàu đánh cá lại ra khơi, câu hát căng buồm cùng gió khơi. Khôi chỉ có đúng hai câu đấy đọc lại. Có một đợt. Ông đéo biết, đéo thuộc câu nào khác ở trong cái bài đấy. Chỉ thuộc đúng hai câu đấy thôi. Ơ, em rồi. Ông im mẹ mồm đi, ông mời đi.